Cảm ơn em đã quay lại với chương trình hướng dẫn chơi FIFA Mobile. Và trong kỳ này mình sẽ hướng dẫn anh em chơi event mới nhất của FIFA, đó là event đi săn kho báu trên biển xanh. Và cái event này thì vào season trước đã có một lần rồi, và lần này nó trở lại. Thì đầu tiên nó sẽ cho chúng ta một cầu thủ over 80 miễn phí và có cơ hội để kiếm được những cầu thủ over từ 92 trở lên luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cửa hàng, thì chúng ta sẽ mua một cầu thủ 80, thì ở đây mình đã lấy rồi. Thì lát nữa mình sẽ quay lại đây và giải thích cho anh em về cái này. Ngoài ra nó cần cái phần treasure hunt, là đầu tiên anh em phải mua cái pack này với giá là 22.000 Việt Nam đồng trước đã, mua bằng tiền thiệt. Cái này nếu mà anh em không mua được thì có thể mua bằng thẻ cào Vina trên máy Android. Thì cái này anh em có thể liên hệ mình thêm để biết thêm chi tiết. Sau đó chúng ta sẽ mở được những cái đằng sau như là một cầu thủ Grill May, ba cái điểm dịch chuyển tức thời và vài trăm điểm đồng tiền vàng. Thì bây giờ mình sẽ vào event để mình hướng dẫn cho anh em một cách kỹ càng hơn. Chúng ta thấy event này kéo dài 28 ngày. Thì ở cái tab đầu tiên là cái tab hành trình. Rất ấn tượng khi vào là chúng ta thấy một cái bản đồ và chúng ta có thể lái tàu được. Thì chúng ta sẽ hoàn thành lần lượt các nhiệm vụ được thực hiện trong 8 tiếng. Đây là xem quảng cáo để được 3 điểm. Chơi skill game 1 để được 5 điểm. Bây giờ mình sẽ chơi thử skill game 1 cho anh em và mình cũng giải thích chi tiết về cái skill này luôn. Đây là event là đá né cá mập. Đây thì rất là dễ dàng, anh em chỉ cần né con cá mập này ra thôi. Đấy, đá qua. Đá tiếp. Đó, anh em biết canh không có cá mập, anh em đá qua đó lại, đá qua đó lại, đá qua đó lại là thế này cũng mang à. Mình vừa vô tình đá đụng mũi, cảm thấy event này tiếp theo là event bảo vệ thuyền. Đây các bạn có thể thấy nó cá mập đụng thuyền, đụng móc thuyền thì thuyền sẽ không chạy được. Thì nói chung là mới đầu chơi event này sẽ hơi khó tí, mà các bạn cố gắng chơi vài lần là sẽ quen thôi. Đây, mình đã có kinh nghiệm rồi. Đó là mình sẽ đợi con cá mập nó sắp tới mình đá. Đây. Thế vậy nhỉ. Vậy là con thuyền đã tới nơi. Chúng ta đã hoàn thành được skill game 2. Thì cái event skill thứ hai chúng ta sẽ có thể hoàn thành tối đa 10 lần. Và bây giờ thì mình sẽ làm tiếp cái đá cái nhiệm vụ 3 trận VCA. Thì nó yêu cầu chúng ta là phải thay một cầu thủ event vô. Thì chúng ta sẽ nhớ rằng chúng ta đã lấy được một cầu thủ 80. Bây giờ mình sẽ tìm lại cầu thủ 80 này và mình bỏ vào vị trí, bất kỳ vị trí nào trong team. Đây, Paris. Ok, giờ mình sẽ tiến hành quay lại event và để làm cái event đấu VCA để có thể kiếm thêm nhiều điểm. Thì cái event này chúng ta sẽ được đá tối đa là 3 lần trong vòng, và được reset trong vòng 8 tiếng. Thắng thì được 8 điểm, hòa thì được 5 điểm, thua thì ít hơn. Giờ mình sẽ đá thử một trận cho anh em xem thử. Bạn load game hơi chậm xíu nhưng mà không sao, đây cứ vô mà đá thôi. Đối thủ của mình là một team over 98 trong khi mình over 97. Giờ báo hiệu là một trận đấu khá là khó khăn. Pha đầu tiên thì thường chúng ta bỏ đi cho đỡ mất thời gian. Aubameyang. Kỹ thuật. Xuất xa. Vào, quá đẹp mắt. Có thể nói là sau một vài ngày sử dụng mình thấy Aubameyang bản Player of the Month đá khá tốt, từ chạy tới xuất. Salah. Ali Petit. Không được, không qua được Petit. Dele Alli. Vẫn là Dele Alli. Gấp bóng qua Chiellini, xuất đi. Tỷ số là 3-1. Một Christian, đây là Dele Alli, chuyển cho Aubameyang. Xuất. Và tỷ số là 4-1. Ali đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho đội bạn. Lại thêm một Christian nữa, lại là Aubameyang. Rất đồng đội anh chuyền cho Ali và Ali lại ghi bàn nâng lên 5-2. Vẫn là Dele Alli. Rất là kỹ thuật. Anh gấp bóng qua Silva, xong đi ra sút. Và tỷ số là 6-2.
Sala, đây là Mohamed Sala. Rất kỹ thuật, xuất đây. Tỷ số là 7-4. Sala, chuyền cho Ali, Ali ở trong, anh làm gì? Gấp bóng qua đầu, sút. Và tỷ số là 8-4. Long đã rút ngắn tỷ số còn 5-8. Perez, cầu thủ 80 mới cho. Anh đột phá vào dứt điểm, không được. Tỷ số quá thấp, chứ hôm nay mà gặp một cầu thủ 90 thì đã có vàng rồi. Lại là ông Mamedyang, ghi vàng đi, hat-trick. Và tỷ số nên làm 9-5. Một trận đấu khá là nhẹ nhàng. Thì sau đó chúng ta sẽ đá tiếp thêm hai trận nữa để có thể kiếm được nhiều điểm hơn. Đây đây, tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho anh em lấy tàu. Ở trên này thì còn có một cái tab mới là nếu mà chúng ta kiếm được 7 cái vị thuyền trưởng thì chúng ta có thể kiếm được một cầu thủ Bright Icon 97. Thì lấy tàu thì chúng ta sẽ mở cái gói ở giữa, nó sẽ cho chúng ta 4 cái hướng để chúng ta có thể lấy tàu. Thì lấy tàu thì chúng ta sẽ lấy tới cái điểm X trên màn hình. Các bạn thấy đây ở góc dưới bên phải. Thì mình đang ở giữa thì mình sẽ lấy tàu xuống dưới và lấy qua bên phải. Đây, mỗi lần ấn lấy tàu thì chúng ta sẽ xuống được một nấc và chúng ta tốn một điểm. Đây mình vừa là xuống một nấc nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình lấy tàu xuống dưới thêm lần nữa. Ở bên trái chúng ta có thể thấy là hiện tại chúng ta đang có 6 điểm lái tàu. Và cái hình bản đồ ở dưới cái điểm lái tàu là cái tấm dịch chuyển tức thời. Chỉ với nếu mà chúng ta có được dịch chuyển tức thời thì chúng ta có thể lập tức di chuyển cái vị X mà chúng ta không cần lái tàu. Như vậy các bạn có thể thấy là thuyền của mình đã chạm tới bản đồ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bay sang phải. Thuyền ta bong bóng cái dặm đường. Chúng ta chỉ cần cách đích 2 ô thôi. Thì mình sẽ tiếp tục lái thuyền sang phải. Và chỉ còn một bước nữa chúng ta sẽ tới nơi. Mình sẽ lái thuyền sang phải một lần nữa. Và khi chúng ta lái thuyền sang phải thì kho báu sẽ sáng lên. Và chúng ta có thể đổi được kho báu. Vâng, và đã tới nơi rồi. Chúng ta cần xem vào kho báu thôi. Đây các bạn thấy đây con thuyền mình đã đến. Thì chúng ta sẽ được 100.000 con, 10 đồng tiền vàng và có cơ hội nhận được một cầu thủ over 80 hoặc là thỉnh thoảng có thể nhận được thêm 40 skill boost nữa. Đây. Đây là cái hòm kho báu của mình. Thì mình mở cho anh em xem luôn. Đây, 100.000 con. 10 cái đồng tiền vàng. Đồng tiền cổ. Thì cái lần này là không có cầu thủ rồi nên chỉ mở ra hai món này thôi. Và thì chúng ta sẽ được một cái nữa là cái phần thưởng đã chuyển đến chỗ khác rồi. Nhìn chung cái viên khá là hên xui. Nếu mà ai hên hên thì thuyền nó chạy gần thì đỡ tốn nhiều hơn. Và dấu ít của mình đã chuyển sang cái hàng đầu tiên. Cái cột đầu tiên. Đây các bạn có thể thấy. Đây là cái biểu tượng đồng tiền vàng. Và chúng ta sử dụng biểu tượng đồng tiền vàng này để lấy những phần thưởng trong Chisel Map. Tức là bản đồ kho báu thì chúng ta có 3 bản đồ. Ở tấm bản đồ đầu tiên thì chúng ta có Pellerini. Thì chúng ta sẽ như mọi khi chúng ta sẽ lần lượt đi trên con đường tới Pellerini hoặc là các đồ khác. Chúng ta sẽ bỏ ra các đồng tiền vàng để nhận những phần thưởng khác nhau. Thì cái tấm bản đồ đầu tiên thì sẽ phần thưởng sẽ là FIFA Coins. Thì để lấy được cầu thủ Pellegrini 92 thì chúng ta cần 265 đồng tiền vàng. Để lấy được Jose Calderon 93 thì chúng ta cần 690 đồng tiền vàng. Còn nếu mà bạn muốn lấy cả hai cầu thủ này á thì số đồng tiền vàng mà chúng ta cần là tới 840 lận. Thì cái map, những map sẽ cho những cái phần thưởng khác nhau. Cái map đầu tiên thì sẽ cho chúng ta FIFA Coin, tức là vàng trong FIFA, tiền FIFA. Cái
Map thứ hai thì sẽ chúng ta XP để chúng ta train cầu thủ. Ở cái map thứ ba thì chúng sẽ skill boost. Đây các bạn có thể lấy. Đây là Pellegrini, cầu thủ 92. Và những cái map tiếp theo thì cái số mà đồng tiền vàng để chúng ta cần để lấy phần thưởng thì nó càng lên cao thôi. Nhưng mà cái event này được cái nó 1 tháng là 28 ngày. Và anh em có thể mà tính toán sao hợp lý để lấy phần thưởng. Đây là Jose Calderon 93. Thì tất cả các cầu thủ event này đều mang số 7, tượng trưng cho 7 vị thuyền trưởng. Đây là tấm bản đồ thứ hai. Thì để mở cái này thì chúng ta cần 500 đồng tiền vàng, hoặc là đơn giản hơn thì chúng ta chỉ cần 500 FIFA Point thôi. Nếu bạn thích cái thứ hai thì bạn nên bỏ ra 500 FIFA Point mua luôn. Để chúng ta lấy được rất nhiều kinh nghiệm. Thì để mà muốn lấy được Arsenal, cầu thủ của West Ham, thì chúng ta cần 1.375 đồng tiền vàng. Và chúng ta sẽ được thưởng là 3.125 kinh nghiệm. Để lấy Mkhitaryan chỉ số 95 thì chúng ta cần 2.450 đồng tiền vàng, được thưởng 5.825.000 kinh nghiệm. Mà nếu bạn muốn chơi full map này, chúng ta lấy cả hai cầu thủ á, thì chúng ta cần tổng cộng 2.975 đồng tiền vàng và phần thưởng tổng cộng là 7.100.000. Ở cái tấm bản đồ thứ ba thì sẽ có ba cầu thủ là Heung-min Son, Sanchez và Sterling. Thì để lấy được Heung-min Son chúng ta cần 1.825 đồng tiền vàng, phần thưởng là 7.300 skill. Để lấy được 97 Sanchez chúng ta cần 2.725 đồng tiền vàng, phần thưởng là 10.900 skill. Để lấy được Sterling chúng ta cần 4.675 đồng tiền vàng, phần thưởng là 18.700 boost. Mà nếu bạn muốn lấy Son và Sanchez thì chúng ta cần 3.550 đồng tiền vàng. Lấy Son và Sterling cần 5.500 đồng tiền vàng. Lấy Sanchez và Sterling cần 5.575 đồng tiền vàng. Và cuối cùng, nếu đặc biệt nếu bạn muốn lấy tất cả các cầu thủ map này thì chúng ta cần 6.400 đồng tiền vàng và chúng ta sẽ nhận được 25.600 skill boost. Còn phần thưởng skill boost khá là hấp dẫn. Và với những anh em mới chơi thì đây là cơ hội thì rất là tốt để anh có thể lên được Over. Tuy nhiên thì để chơi được cái map, cái bản đồ thứ ba thì chúng ta cần bỏ ra 1.000 FIFA Point hoặc là 1.000 đồng tiền vàng. Thì cái này thì mình thấy thì chúng ta nên bỏ ra 1.000 FIFA Point. Và mình đã trở lại và chúng ta có thể thấy là cái Chisel Map 2 và 3 được bán ở những cái ô cuối cùng trong phần cửa hàng. Ngoài ra nó còn có một số pack khác như là pack 2C hoặc là có thể pack 10.000 FIFA Point. Những pack đó thì rất là mắc tiền. Đây là thường thì chỉ có những anh em nạp tiền nhiều á thì mới có điều kiện nạp thôi. Còn anh em nào mà muốn chưa biết nào thì có thể liên hệ mình có thể hướng dẫn thêm. Anh em thích nạp cái nhỏ, cái lớn gì cũng được hết á. Mấy gói bằng FIFA Point thì chúng ta chỉ cần nạp FIFA Point là chúng ta nạp thôi. Ở đây thì mình sẽ mở thử cho anh em 3 pack 500 ngàn luôn. Thì pack 500 ngàn chúng nó EA cho chúng ta mở được 3 lần. Hoặc là với FIFA Point thì chúng ta mở được rất là nhiều lần. Ở đây mình thì mở thử pack 53 pack 500 ngàn cho anh xem thử thôi. Được 12 điểm hành trình, 23 đồng tiền vàng và một cầu thủ 82 Bindia. Cầu thủ này không biết là ai luôn. Ok, giờ mình sẽ mở pack tiếp theo. Ở đây chúng ta được 15 điểm hành trình, hai cái dịch chuyển tức thời như mình đã giới thiệu ở phần trước, 18 cái đồng tiền vàng và một cầu thủ 86 Patton. May mắn, một tiền đạo của câu bộ Lăng của Pháp. Tí nữa mình sẽ dùng thử cái dịch chuyển tức thời cho anh xem thử luôn. Bây giờ mình sẽ mở tiếp cái pack 500 ngàn thứ ba. Lại thêm hai cái dịch chuyển tức thời nữa, 19 đồng tiền vàng và một cầu thủ 87 luôn. Cầu thủ Grant, tiền đạo phải của Fredericktown. Vâng, và mình đã bán những cầu thủ này
và bán được Binea và Fortune, thu được khoảng 1.300.000. Và thằng Grand kia nếu mà không bán được thì bỏ vào FVC. Như vậy thì chắc chắn là mình sẽ thu được nhiều hơn cái này. Bây giờ mình sẽ sử dụng 1.500.000 mình bỏ ra và thêm một lần mở bát lời nữa. Thì khi sử dụng, mình vừa sử dụng thử và chuyển tức thời cho anh em xem, thì mình sẽ trực tiếp tới nơi điểm X và mình được mở được cái rương luôn. Và rất may mắn lần này chúng ta được một cầu thủ tiền vệ phải 88 Molino. Video này sẽ giúp anh em có thể hiểu và chơi được event đi săn kho báu này một cách dễ dàng. Anh em xem xong nhớ like và comment ủng hộ video nhé. Hoặc là có gì thắc mắc thì cứ gửi mình trực tiếp, mình sẽ trả lời anh em một cách nhanh nhất ở trong video này.